bé mắc ung thư từ 4 tháng tuổi, ngày ngày tụng kinh niệm Phật trên giường bệnh và cái kết đẹp sau 4 năm. Dù mắc bệnh hiểm nghèo từ khi mới vài tháng tuổi, nhưng ý chí và nghị lực sống của cậu bé nhỏ khiến ai cũng khâm phục. Không ít trường hợp nhiều em nhỏ không may mắc ung thư khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Điều kỳ lạ là dù những người lớn trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng khi không may rơi vào tình cảnh bệnh hiểm nghèo thì có thể khủng hoảng, bi quan, thậm chí nghĩ đến việc tự kết thúc bản thân. Trong khi đó, trẻ em vô tư lại có sức sống vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật để giành lấy cơ hội sống. Như câu chuyện của cậu bé dưới đây là một minh chứng. Theo đó, một tài khoản Facebook tên HT đã chia sẻ hình ảnh một bé trai trong bệnh viện kèm câu chuyện vô cùng xúc động. Trong ảnh, cậu bé không có tóc, trên người cũng dán nhiều loại dây truyền nước và xung quanh là bốn bức tường của phòng bệnh tĩnh mịch. Dù vậy, gương mặt cậu bé vẫn vô cùng rạng rỡ, đôi mắt to tròn và còn nở nụ cười vô cùng lạc quan. Đặc biệt, dù ngồi trên giường bệnh, nhưng cậu bé tay không rời một quyển kinh của Phật giáo. Bài đăng này cũng tiết lộ, cậu bé không may mắc ung thư từ khi mới 4 tháng tuổi. Nhưng kể từ khi biết nói, cậu bé đã thuộc và đọc đi đọc lại bài kinh, ngày ngày tụng kinh niệm Phật trên giường bệnh. Cũng trong bài đăng này, người viết cho biết sau 4 năm tích cực điều trị, vượt qua mọi đau đớn, phép màu đã đến. Bệnh tật ngày càng thuyên giảm và cậu bé cuối cùng cũng được xuất viện. Tấm gương nghị lực sống này vì thế đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nguyên văn bài viết của tài khoản HT: lúc 4 tháng tuổi, em có bệnh trong người nhưng mẹ không biết. Rồi khi bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư, mẹ mới lặng người đi. Dù vậy, mẹ vẫn phải mạnh mẽ để cùng em chiến đấu với căn bệnh này. Hằng ngày chiến đấu với bệnh tật, truyền hóa chất và rụng tóc, sốt cao, em vẫn đọc kinh niệm Phật, duy trì đến cuối cùng cũng chiến thắng được căn bệnh này. Sau hơn 4 năm chống chọi với bệnh tật, chịu nhiều đau đớn, em được xuất viện rồi. Ha ha ha,